Minh rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Quán Bốn Mùa. Quý vị thân mến, như thường lệ, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một món ăn rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Đó là món ăn gì? Mời quý vị cùng dành ít phút để theo dõi câu chuyện của chương trình kỳ này. Tiểu phẩm Tiện Tay Vứt Xuống của tác giả Lê Bảy. Có duyên dữ trời. Ờ, coi xả rác nữa kìa. Ê ông kìa, ở đâu đậu xe trắng trước nhà người ta vậy? Rồi khạc nhổ xả rác tùm lum vậy hả? Tụi nó ông nghe không? Cái gì vậy? Ông biết hả? Ê ông kia, về điếc thiệt rồi. Thử đập xe. Ê, thử... làm gì đó? Đập xe. Ờ, tự nãy giờ điếc chứ nói hoài không chịu nghe. Trời đất, tôi hỏi ông là ai lại đậu xe trước nhà người ta, rồi khạc nhổ lung tung rồi xả rác vậy? Alo. Ờ. Đập xe cho nó luôn à. Tôi đi đến nơi của anh rồi nè, tôi đến nơi chỗ anh hẹn rồi nè. Nhưng bây giờ anh về đây liền đi. Yeah. Có hình như có ông nào ông xuất viện ở bệnh viện tâm thần, ông mới về rồi ông đứng trước cửa nè, ông quậy ông sùm nè. Nè nè, ăn nói cho đàng hoàng nha. Em về nhanh nhanh lên đi. Nè, tôi hỏi ông sao ông trả lời vậy? Xe ở đâu đậu trắng trước nhà người ta rồi khạc nhổ bừa bãi rồi xả rác lung tung vậy? Nhà nó đâu? Về đây. Nhà trong kia, cái đường này là đường gì? Đâu liên quan tới anh đâu. Anh giỡn hả? Nhà người ta ra vô sao? Rồi khạc nhổ lung tung vậy, dơ dái vậy. Bây giờ tao bệnh, tao đang khạc nhổ rồi kìa, ông khạc nhổ rồi sao? Cục đạm ra tới ông làm gì? Nuốt vô hả? Phải khạc ở ngoài chứ. Trời đất, tôi ghê vậy, ăn mặc sao đẹp đẽ quá mà cao sang quá mà cái văn hóa lùng quá vậy trời. Ê, nói văn hóa lùng là không chấp nhận nha. Rồi sao? Con người tôi có văn hóa nha. Quá đâu? Đây là đứng ngoài đường nha, không ảnh hưởng nhà anh khi nào á. Anh là tổ dân phố thì anh có quyền nói ngoài đường. Còn bây giờ anh ở trong nhà anh không có quyền nói. Đây là ngoài đường mà. Thôi bà anh quá, giờ xe đi đi. Không đây, tôi đang hẹn người bạn ở đây. Bảo là ai? Tôi là bạn của những người ở khu phố này, tôi có quyền đến đây. Tôi khạc nhổ, khạc ngoài đường. Dạ, không có quyền đậu trước xe trước nhà tôi. Đi đi. Ủa nghe không vậy? Nhanh nhanh đây nè, trời ơi. Tôi đã nói là bệnh viện mới ra mà lâu lâu lắm quýnh tôi bây giờ nè. Gì? Ai quýnh ông? Tôi nói chuyện đàng hoàng cho ông quýnh ông hồi nào. Tôi nói với anh á. Đó, đó, rồi khạc nhổ rồi quăng tùm lum sao vậy? Con người ông có suy nghĩ không? Suy nghĩ là sao? Sao xả rác bừa bãi vậy? Đường phố tôi đang đẹp đẽ thì xả rác vậy? Có người quét rác mà lo vậy? Trời đất ơi. Có người làm rồi cái anh muốn xả làm gì làm hả? Chứ giờ tao đang bệnh thì tính sao vậy? Ủa xin lỗi, anh có ăn học không vậy? Trời, hành xử gì rồi không có văn minh gì hết chị? Cái này tính văn minh luôn đó hả? Trời đất ơi, này đâu có tính văn minh gì chứ, bây giờ có rác rồi, giờ cột dục là không có thùng rác nào đúng không? Giờ không phải này nhét ở đây nha. Rồi nhét ở trong đó đó. Ông tôi đập ông nha, ông đừng có giỡn mặt với tôi nha, rác rồi xả vô nhà tôi là sao? Ông đập tôi đập lại ông thôi chứ xe đừng đụng, xin đừng đụng chiếc xe rất là mắc tiền, ông đụng không có tiền thường đâu ha. Trời đất, tôi mệt quá, tôi không thèm nói chuyện với ông. Mà tôi đập xe ông luôn. Ủa, ông không được quyền đập xe tôi. Dám xả rác vô nhà người ta hả? Vô nhà người ta. Vậy ông nè, ông nè. Tôi nói ông bệnh viện ra mà không về nhanh nhanh lên. Bậy bạ, bệnh viện gì? Ông chích ở sớm tôi mà bệnh viện gì? Chích sớm anh hả? Ờ. Anh giải quyết cho anh đi. Mà vụ gì, vụ gì? Tôi đứng đây tôi chờ anh thôi. Ông kiếm chuyện, ông nói là tôi đậu chiếc ngài rồi xả rác ông lên. Rồi có gì đâu, tôi ho mà. Sao kỳ anh Chính? Vậy cái gì mày coi. Bây giờ đậu xe chắn hết nhà người ta, không cho người ta ra vô. Rồi, khạc nhổ rồi rác rồi xả bừa bãi rồi nhét rác vô nhà tôi nữa là sao? Tôi nói anh nghe, tình làng nghĩa xóm anh quá đáng, anh dính bạn tôi lại đậu xe chút xíu anh làm gì ghê, rồi đập xe người ta làm sao? Thôi mà tôi nói chuyện với mấy người nữa. Ủa, tình làng nghĩa xóm vậy, sống như vậy là bắt đi đi. Anh không tình làng nghĩa xóm tôi cũng chẳng có cần tình làng nghĩa xóm với anh. Đi khỏi nhà tôi đi. Đi chứ. Đi vô nhà tôi nhậu anh. Trời ơi, thứ gì. Đi được mừng. Trời đất ơi. Trời đất ơi, có cái xe này sao trời? Trời ơi, là trời đi rồi để cái xe trắng ngang nhà người ta nữa. Có liền nè. Đây, à. Chết rồi, thì nè. Kêu thêm chai nữa đi uống cho nó đã khác. À, đủ rồi phải không? Uống gì anh? Sữa tươi. Sữa tươi hả? Chờ chút. Đây, sữa tươi có liền. Có khi nào bị ho lao cúm gà vậy trời? Ớn quá.
tính tiền chứ ơi. Chứ anh tính tiền. Ủa? Uống chưa hết sao tự nhiên đâu kêu tính tiền. Ghê ghê quá. Hả? Tính tiền đi. Ghê quá. Ờ. Nhưng mà bây giờ thôi bữa khác ghé chị nha. Em trai, nói nghe nè, em đừng có xả rác. Cái quán của chị em nhìn thấy không, không có miếng rác nào hết trơn trọi á. Em dục rác vậy nhìn khách người ta khó chịu, người ta bỏ đi hết trơn trọi rồi. Nè, nghe chị nói nè, em đừng có xả rác. Mà nếu em muốn xả rác mấy em bỏ đại trên bàn đi, lát thì chị gom ra chị bỏ thùng rác làm sao nha em. Chị nói là em đừng có xả rác, nhìn như vậy nó không có được hợp vệ sinh. Em có muốn ho muốn khạc á, em làm ơn em lấy tay em che miệng lại, nhìn cho lịch sự chút xíu nha nha cưng. Đúng là đừng thấy mặt mà bắt hình dông, dông quá rùi. Chị nói gì đó? Chị nói dông quá rùi là sao? Dông quá rùi có nghĩa là dông rùi không có dông quá. Vừa phải chị nghe chị, tôi là khách, tôi vô quán chị, tôi là thượng đế nha, mà chị dám nói khách của chị là côn trùng hả? Cái đó tự anh suy nghĩ lấy. Tôi chỉ nói những người nào mà xả rác, những người nào mà ở không hợp vệ sinh nó là rùi hết á. Nhưng mà trong nhà của chị có chỗ đựng rác không? Không lẽ tôi à, hấy mũi xong tôi chạy qua bên chỗ cho tôi xin rác bên kia, tôi bỏ rồi quay là tôi uống nước tiếp, tôi quay qua hòa lại và cung đàm nó nằm chờ sẵn ở đây lúc nào không có nè. Anh đừng có nói càng, hồi nãy tôi đã nói anh rồi, tôi đã nói anh nếu mà anh có muốn xả rác anh làm ơn anh bỏ trên bàn đi, anh gom lại cho gọn giùm tôi rồi tôi đem ra tôi bỏ trong vỏ rác. Anh không có nghe lời anh dục tùm lum hết trơn hết trọi hả? Cái này là giữ gìn vệ sinh chung thôi mà. Làm ơn bỏ trên bàn giùm tôi cái hả? Đó. Giờ chị thích bỏ trên bàn đúng không? Ờ đúng rồi đó, thấy không? Bởi người ta nói đàn khải tay trâu, khải hoài mà trâu nó bó tay. Chị ơi, chị vừa phải thôi nha chị. Thế tôi ăn mặc sang trọng vậy chứ tôi không phải nhạc sĩ đâu nghe. Tôi không biết đàn để cho chị lỗ tai trâu chị nghe đâu nha. Cái gì? Tôi đâu phải là trâu. Tôi khải trong lỗ tai anh á. Tôi khải hoài mà anh không có chịu nghe. Tôi biết rồi, không cần chị giải thích. Hồi nãy tôi nói tôi côn trùng và tôi nói tôi súc vật trâu bò đúng không? Đại khái tôi nói những người mà coi như là không có ý thức. Như thế nào gọi là không ý thức? Bây giờ chị ý chị muốn gì? Tôi không có muốn gì trơn á, tôi chỉ muốn quán tôi là bạn. Bây giờ bao nhiêu sạch sẽ. Bây giờ phải có bao nhiêu giấy rồi giờ chị kiếm chuyện tôi phải không? Kiếm chuyện cái gì rồi, anh? Tôi lấy thêm anh rồi đừng nữa nói nè. Gì? Anh đừng có quá đáng nha. Tôi nói rồi, thí dụ anh cảm thấy anh không thích uống cái quán tôi rồi anh đi chỗ khác anh uống giùm cái đi. Chị tưởng tôi thích uống quán lắm mà, chị nói quán chị sạch sẽ hả? Ờ. Quê uống hớp vô từ nia đau bụng rồi nè. Cái gì đau bụng? Nè, tôi nói cho anh biết nha. Sữa của tôi á là sữa mới, sữa không phải là cái dạng tồn kho đâu nha. Sữa của công ty có uy tín đàng hoàng nha. Anh ăn uống gì đâu mà đó anh thấy đó, anh ăn ba cái bậy bạ vô rồi anh uống vô anh pha vô thập cẩm rồi cái tự nhiên anh đau bụng, bây giờ anh đổ thừa quán tôi làm sao? Bây giờ nói bậy bạ đúng không? Tôi nói anh đây nè, cái này nè, mấy cái này mà anh vô thì nó hỗn tạp vô thì nó làm cho anh đau bụng thôi chứ tại sao anh đổ thừa quán tôi? Chị nói là nước cái sữa chị là có hiểu đàng hoàng thì me tôi cũng hiểu vậy. Bây giờ anh muốn cái gì? Tôi hỏi chị trả lời mới đúng á. Giờ chị muốn cái gì? Ủa, chị muốn đuổi khách hàng đi phải không? Ừ, cái đó tự anh biết á, tôi không muốn bán anh nữa. Chị không muốn bán là chuyện của chị nhưng tôi vẫn muốn uống thì sao? Ủa gì kỳ vậy? Ờ. À. Tôi không bán tự nhiên tại sao anh cứ ngồi đọng ở đây làm sao? Tôi thích đi. À, ông anh bây giờ ông anh giải quyết cho tôi cái chuyện này. Bây giờ là tôi là khách vô đây uống nước trong khi bả là ơi trời đất ơi, sao ông nữa là hả? Quen hả? Rồi quen cái gì? Cái ông này ông xả rác lung tung. Đồ có thứ dân quá lùng. Ê ông anh. À, bây giờ trước khi tôi gây ông anh tôi hỏi thăm một cái. Hỏi gì? Ông anh với bà chị đây có liên quan bà con nghĩa nhau không vậy? Ủa có cần phải trả lời chuyện đó không? Tại vì nó bà cái... đây là vợ tôi. À câu đó anh không trả lời tôi cũng biết nữa. Tại vì chị cho tôi là dân quá rồi còn anh cho tôi là dân quá lùn. Hai người có suy nghĩ giống hệt nhau trong khi tôi không hề lùn. Nè tôi nói ông anh biết nha, hồi sáng tôi nhìn ông anh một lần rồi. Bây giờ ông anh tìm đến đây thì chắc tôi không nhìn ông anh nữa đâu. Không nhìn là làm cái gì? Ông muốn cái gì? Hả? À? Bây giờ anh về đây anh tính quánh tôi phải không? Không quánh làm gì đó. À nói chuyện với ông được không? Tôi không muốn quánh lộn với ai hết. Nhưng mà nếu ông muốn quánh tôi á, sao? Tôi bỏ ra khỏi quán thử ông quánh được tôi không? Lặng nhất. Thằng này vừa văn quá lùng mà vừa vô duyên. Ok ok. Nó đây ha, dạ. Nó xả rác vô mày đó. Nó thà rác về đây nè. Ơi là trời. Khổ dễ sợ luôn á. Từ cái mặt nó luôn á, mày mốt tôi bây giờ tôi bán cho nó nữa đâu. Bán sao được bán. Nó nổi cái tiền hốt rác cho nó thôi. Cũng không có lời. Em mượn này coi. Mượn quốc. Quốc là không có hối hận nha. Ối giờ hối. Chịu. Quá nhỏ, chạy ra. Chịu. Ông nghĩ đi. Không có lần nào mà quýnh mà ăn được chú hết trơn hết trời. Ừ, anh cũng thông cảm chứ có gì đâu mình thua keo này bày keo khác. Với hôm nay thấy anh đánh anh lò ra không. Nói chung là chỉ có chuyện bực mình. Bực mình chuyện gì? Trời, nghe cái hơi đó. Nghe cái hơi nè. Đây,
nghe giọng cái ghét. Tôi nói sao với bạn nha, tôi giới thiệu quán này là ngon lành luôn. Vậy hả? Ừ. Tầm cỡ mình nó phải ăn cái quán sang trọng chứ. Đó. Đâu ra cái quán mà mở ra là ăn mất vệ sinh còn đuổi khách nữa. Tôi nói thiệt với bạn nha, cái quán này á vừa sạch sẽ vệ sinh vừa đẹp chứ không phải như gia quán của cha Chính Lanh đâu. Okay. Trời ơi, chán. Ở xin tay, tay. Sao không gặp hoài ta? Vô ngồi vô ngồi. Đó, nghe giọng cái gớm. Ê, ăn nói cái gì vậy? Ngon nói trước mặt tôi à, nói sau lưng chi vậy? Ngồi trước mặt nói đi, nói cái gì nói vậy là hàng xóm là dễ xa nhau lắm nha. Anh muốn xa tôi cũng xa luôn, anh muốn mít lòng tôi mít lòng với anh luôn. Tôi nói đúng không? Tôi đâu nói sai đâu, bạn tôi để xe ngoài đường cái mắc mớ gì đến anh. Trời ơi, tôi đi làm mệt mỏi về à, tưởng gì đứng à, ai nói ăn mặc xe cộ ai thèm để ý tới. Nhưng mà mất vệ sinh quá à, ho khạc đờm tùm lum à, rồi là giấy xài rác là không biết bỏ có đâu có chỗ đó đó đây là cái này là cái đó 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 gói là dục này nha, gói là dục này đó đó xé xài đó đó thấy không ghê không ghê không. Cái gì từ từ hai anh em nói chuyện, giờ nãy giờ hai anh em nói chuyện tôi không hiểu chuyện gì là chuyện gì hết á. Đó tôi nói cho anh Tài nghe. Chuyện đó là như vậy nè, bạn tôi á nó để xe ngoài đường. Đâu có bắt mới thì tới ông Chính đâu. Đó ông ra ông rồi đập xe người ta. Rồi vô quán ông uống cái trời đất ơi. Ông bạn tôi ông đau bụng mấy ngày liền vậy đó. Nói thêm. Thêm gì? Tôi chỉ nói thôi nè, chú ơi chú ăn mặc đẹp quá. Nha mà sao ăn ở có vệ sinh vậy? Hử? Mặc đẹp đi xe đẹp mà tại sao là khạc nhổ rồi giấy rác nhất bừa bãi vậy, coi không có được. À, thành ra cái chuyện là chuyện Chính Lanh vô quán của anh Chính này. Dạ. À, chuyện của anh Hai Bắp này. Dạ. Vô quán anh Chính. Dạ. Là khạc nhổ quăng giấy bừa bãi vậy, cái anh Chính giận Chính mới đuổi đi. Ừ. Đúng không? Rồi vô quán cũng vậy. Vô quán rồi ai đời ăn me mà đi uống sữa tươi. Đó, thành ra nó đau bụng là ráng chịu chứ đổ thừa tôi gì sữa là quá đắt cái gì. Sao kỳ vậy? Anh không có nói tôi cái chuyện ăn me ông nội. Nói cho Tài nghe nè. Đó ho quá. Tại vậy á. Tôi hỏi anh nè, ông có khỉ ông bỏ vô đây giùm cái ông ơi. Nè. Dạ thì bỏ trọng đi. Ở đây thì nó có cái này, còn bên xe nó biết đâu có cái này đâu. Thì tiện tay thì dục xuống thiếu thôi. Ờ thì đúng rồi, cái này anh Chính anh la đúng rồi. Mày thanh niên đẹp trai trẻ đẹp rồi kia mà ăn mặc sang trọng mà hỉ mũi xong cái tiền quăng giấy vậy. Vậy là mình là sống ở thời đại văn minh, mình phải biết rồi giữ cái nếp sống cho nó văn minh, cho nó là lịch sự, nó sạch đẹp. Nói chung nó đẹp từ đây xuống đây thôi, còn vụ này bên ngoài mà đâu tính đâu. Đâu được, cái này còn cộng đồng, còn những người dân sống chung quanh mình nữa, bà con sống chung quanh. Chú chỉ biết cho chú thôi hả? Rồi, thằng ba mày hiểu lầm cái chuyện này, cái mày ra mày gây với anh Chính luôn. Đó. Dạ thì thật sự ra mà nói bữa hôm đó em nghe có một chiều à. Có nghe có mình bạn em nói em đâu có biết đâu, hôm nay mới biết sự tình đó là vậy thôi. Có gì anh Chính cũng bỏ qua. Chứ em cũng không biết là bạn em nó có lỗi. Nó dễ đâu có kể em cái vụ mà ăn me ăn đồ đâu, nó dễ đó. Mày không kể chứ. Anh Chính à, tụi nó cũng biết là xin lỗi rồi, anh Chính thôi niệm tình rồi bỏ qua cho nó đi ha. Dạ. Có gì đâu, tôi chỉ nhắc nhở thôi. Đó, mình có ho rồi mình mới đi trị đi. Hoặc là mình có cái khăn hay gì mình ho rồi mình khạc nhổ đó. Hoặc là mình có xài giấy thì mình phải bỏ đúng thùng rác rồi. Giữ cái nếp sống văn hóa cho mọi người nữa chứ. Đúng rồi, anh Chính nói đúng hả? Mày vô quán tối ngày mày ho mày khạc khạc mày ở tao thấy ớn à. Chắc tao hết ăn chè táo sọn luôn á, thiệt á. Cái cục ho nó muốn lên hoài, giữ không được. Bệnh thì lâu chưa? Cũng 2 tuần lễ rồi. 2 tuần lễ lâu, nó ho nó có triệu chứng gì nữa không? Ho rồi tiêu chảy rồi lắm chứ. Ho, tiêu chảy, khạc nhổ rồi tất nhiên có đàm. Dạ đúng rồi. Vậy sao hôm qua nói tôi? Không quá. Giờ bạn thân phải không? Dạ bạn thân của em anh Tài. Ờ thì em chịu khó về nấu cho nó cháo sung nó ăn đi. Ủa cháo sung là cháo sao anh chỉ em coi, em đâu có biết. Nè em chạy ra chợ dạ, em dạ. Mua khoảng 50 gram là quả sung là nó trong đó là khoảng 5 hay 7 trái sung gì đó. Dạ dạ. Rồi 100 gram gạo lứt 100 gram đường phèn sung về mình rửa sạch, mình thái nhỏ ra. Thái nhỏ ra dạ. Rồi gạo lứt mình vo sạch xong mình bỏ vô nồi, mình bỏ 1 lít nước vô dạ. Để mình nấu cháo. Dạ dạ. Đó mình bỏ sung vô nấu khi dạ. Mà nó vừa nhừ bỏ đường phèn vô dạ. Ăn đi, bảo đảm là nó cầm cái tiêu chảy rồi nó trị dứt được cơn ho nữa. Vậy tiêu chảy chứ tiêu chảy bị ho ho một cái nó văng ra chết luôn. Dạ. Trời ơi. Vậy hả? Nhưng mà nó khó ăn không? Khó ăn gì, có đường phèn ở trong, ăn ngọt lắm, dễ ăn lắm. Ăn ngon lắm.
Tôi nấu tôi ăn hoài. Nhưng mà quả sum ngoài chợ cũng khó kiếm lắm nha. Phải kiếm cái gì cây sum nhà tôi sai trái lắm nè. Ủa nhà anh Chính có cây sum hả? Có chứ. Qua lên hái sum cho đem về rửa sạch nấu, không khỏi ra chợ mua. Rồi. Vậy em cảm ơn anh Chính nhiều quá trời, quá quý vậy là khỏi cái mua nhà anh Chính có vậy, em cảm ơn thầy. Chứ sao giận gì? Tôi thấy hành động không đúng tôi nói thôi chứ giận gì. Dạ, nấu cháo sum ăn nha, giờ tôi về hái sum cho nó nha. Dạ. Cho luôn cái này nha. Ngon lắm. Đi trời anh về tôi đang nấu cháo cho ăn liền ông ơi. Ủa chỉ người ta ăn chi, người ta về người ta nấu, người ta trị bệnh cái vô quán mình không kêu món gì cái đi về hết trơn. Quý vị và các bạn thân mến, sau những giây phút cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình thì đây là lúc chúng ta gặp gỡ hai vị khách mời để biết rõ hơn về tác dụng của món ăn mà chương trình đã giới thiệu. Xin được giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Đông y Phan Quốc Hưng. Chào Tuyết Vinh, xin kính chào quý vị khán giả. Và bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Thủy. Chào Tuyết Vinh. Chào bác sĩ Hưng, kính chào quý vị khán giả. Thưa hai bác sĩ, món ăn mà chương trình giới thiệu đến khán giả ngày hôm nay là món cháo quả sung. Thì có một điều đặc biệt là món này lại là một món cháo ngọt. Thì thành phần của chúng ta gồm có gạo tẻ, sung và đường phèn. Về mặt đông y thì những thành phần này có tác dụng như thế nào hả bác sĩ Hưng? Thì mình thấy đây là một cái món cháo ha. Thì cái gạo thì mình cũng đã nói trong cái nhiều chương trình rồi. Thì thành phần quan trọng nhất là cái quả sung. Thì trong cái đông y ấy, quả sung nó có một cái vị ngọt, tính nó bình ha, nó không độc, nó có tác dụng là nó kiện tỳ, ích vị, nhuận phế, nó tiêu viêm, giải độc và nó nhuận trường. Thì người ta thấy trong cái món cháo này thì cái thành phần chủ yếu là cái quả sung thì nó có tác dụng là thứ nhất là nó thanh nhiệt ha, nó chữa những trường hợp mà viêm, viêm họng, đặc biệt là những trường hợp mà tiêu chảy lị thì rất là tốt. Dạ. Còn về mặt dinh dưỡng thì món cháo này có những cái giá trị dinh dưỡng như thế nào ạ? Khi nói về cháo ngọt á thì mình nhớ là cái thời kỳ tuổi thơ của mình ha. Mình thích ăn một cái món cháo mà nó ngọt hơn là cháo mặn. Và thật ra là cái món tại vì mình thích là tại vì hồi nhỏ mình hoạt động nhiều và mình cần năng lượng nhiều để mà phát triển cơ thể, cho nên là cái vị ngọt đó là nó cần thiết. Và đây là cái đường ở trong cái cháo của mình á là một cái gọi là cái thực phẩm, nó sẽ cung cấp chất đường mà cung cấp nhanh, nó sẽ hấp thu nhanh vào máu mình và nó làm cho mình thấy khỏe, mình hoạt động được tốt hơn. Thì đó là cái tác dụng của đường trong cái món cháo của mình. Còn cái chất bột đường ở trong gạo, mà đặc biệt đây là gạo lứt, thì nó sẽ được tiêu hóa thôi nhưng mà nó chậm hơn, cho nên khi mình ăn thì mình không thấy có cái vị ngọt liền. Khi mình ăn cơm mà mình nhai phải lâu một tí mình mới có cái vị ngọt đó, thì lúc đó nó mới là tiêu hóa được, mình mới hấp thu được. Cho nên là đây là cái bột đường cơ bản, nó giúp cho mình duy trì cái hoạt động, nó sẽ cung cấp hoạt động từ từ lâu dài sau. Còn trong cái gạo lứt thì mình biết rằng nó khác gạo tẻ, nó hơn gạo tẻ một ở phần là cái lớp vỏ của nó, lớp cám á, nó sẽ có nhiều vitamin B1 là giúp chuyển hóa hấp thu chất bột đường, rồi có nhiều các chất xơ để giúp phòng chống táo bón ha, thì nó sẽ tốt hơn cái gạo tẻ bình thường này, nó chỉ có bột đường với đạm ở trong đó thôi. Trong quả sung thì đây là một cái loại có thể tính như một loại rau cung cấp vitamin, chất xơ, một số khoáng chất. Thì không biết là với cái món cháo này thì chúng ta có thể thay đổi các cái thành phần để có được có cùng một cái tác dụng như vậy không bác sĩ Hưng? Quả sung á mình có thể mình nấu cháo như nãy tôi có nói, mình có thể mình sắc ra ha, mình sắc lát, mình có thể là cho ít muối, mình ngâm ít muối mình ngậm vào thì nó chữa viêm họng cũng rất là tốt ha. Thì mình có thể bằng thay thế bằng thay vì mình nấu cháo thì mình có thể mình ngậm cái quả sung rất là tốt. Nhưng mà Tuyết Vinh thấy là nếu như mà trong gạo thì đã có chất bột đường rồi mà chúng ta cho thêm đường nữa thì dường như nó cũng không tốt lắm phải không bác sĩ? Đúng rồi đó, chính xác là tại vì đường hơi bị nhiều ha, đưa vào thì cơ thể nó sẽ hấp thu nhanh vào máu liền. Nếu mình dùng thường xuyên và kéo dài thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng gọi là thoái hóa mạch máu sẽ tiến triển và dễ với nguy cơ dẫn đến thừa cân béo phì, rồi những cái bệnh về mạch máu như là xơ vữa động mạch, rồi bệnh tim mạch hoặc là cao huyết áp, nó xảy ra nhiều ở những người mà dùng cái chất bột đường tinh quá nhiều. Cho nên là Viện Dinh dưỡng Việt Nam khuyến cáo là một ngày mình chỉ nên dùng khoảng 20 gram chất đường là đường tinh á, từ cái đường tinh là khoảng cỡ 4 uống cà phê thôi. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái số này và chúng ta cũng không nên dùng cái món này quá thường xuyên. Ta thấy một tuần 1 đến 2 lần thì có thể là ta chấp nhận được. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Thủy và cảm ơn bác sĩ Hưng với những lời khuyên dành cho khán giả. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Quán Bốn Mùa xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.